Nó mình tháo một phôi đây là được nhiêu đây nè mọi người. Wow. Và sau một tháng mình về mọi người, nhìn cái vườn rau của mình thành cái đống gừng luôn mọi người, quá trời ơi. Trời ơi, hay dao gì đâu mà nó hoa tùm lum luôn, bạc hà đồ quá trời luôn mọi người. Trong kia những cây nó thối chết rồi mọi người. Hôm nay mình sẽ đi thu hoạch mọi người. Rồi ớt Việt Nam này chết hết rồi. Năm nào mình trồng ớt Việt Nam cũng không được chứ, năm nào cũng chết chứ. À, thấy có trái dưa leo khổng lồ luôn. Trời ơi, để ra một trái dưa leo xà bá luôn đó. Đây kìa. Trái dưa leo này chắc ký lô rồi nha. Mình sẽ đi từ từ ra đây, ớt quá xá lên. Hai trái cà chín nha mọi người. Rồi hết cái đường đi vô rồi. Nó trái cà này nó bị hư rồi. Đi vô trong đây rồi. Nó cho tầng dày quá trời lên mọi người. Mọi người có ai thích tầng dày anh nói mình nha. Quá xá đi. Đây mình hái mấy trái à. Mấy trái đậu que, đậu khô mọi người ơi. Làm giống nè. Hái mấy trái này làm giống nè. Giờ nó khô quá xá rồi. Không ai ăn đó. Để nó khô nè. Nhà cũng không biết ăn luôn. Ây trời. Ồ, đậu que nè. Quá trời, hơi hơi khứa quá. Wow, mình thấy trong đây có hai trái su nha mọi người. Thấy cưng quá. Nè, trong đây có trái su nè mọi người. Trong đây có hai trái su nè. Mình sẽ hái một trái này nè. Thấy cưng quá. Nhìn trái su này nè. Thấy cưng. Trái này chắc nó già quá. Trái này chưa già đâu mọi người. Hái luôn đi. Năm nay lần đầu tiên trồng được trái su thấy ham quá. Mình đi ra bên kia nè. Cái đậu lên này khô hết rồi. Đây kìa. Thấy vừa nè. Thấy đây có trái bí ngồi nha mọi người. Trái bí ngồi. Đây kìa. Đậu gồng nè. Đậu gồng giờ nó già nè. Cái cưng quá. Hái đậu gồng luôn đi.
Trời ơi, ớt. Ớt nó trái này nó chín luôn nè. Wow. Dứt chứ. Hai mấy trái này luôn rồi. Ớt này bị sâu quá rồi. Hái mới được. Yeah. Thì sâu trên rồi nha. Với mấy bị con một xích đó, nó bò luôn. Rồi ơi. Đụng tới đầu rất tới đó. Vừa. Ôi nu. Cái ớt trong này trái thấy cưng quá. Trời ơi, trái nào cũng bị sâu quá rồi. Hái nó mới được mình ý kìa. Ôi, nhắm này. Trái ra này mà coi ít chứ. Trái có hoa luôn. Cái ớt bên đây. Cái ớt bên đây là ớt cay mà nó nhỏ nè. Ui, gãy luôn rồi. Wow. Trái đầu gồng này nó khô nè mọi người ơi. Giờ mình hái nó để làm giống nha. Đó. Wow, nó khô hay lạnh à? Là nó hư không biết. Tôi gồng thái nè. À, trái này thì chưa. Trái này thì chưa. Đậu que. Đậu que này già hết rồi. Cà nó hư hết rồi. Đây chưa. Ôi, trái đồ đũa nè. Wow. Đồ đũa này già luôn. Thấy trong đây có trái khổ hoa hàng nè. Khổ hoa hàng. Khổ hoa này khổ hoa hàng nè. Trái trong đây nó chín rồi nè. Chín đỏ quét lên ngon nè. Còn trái gì leo luôn. Trái gì leo để giống luôn. Đây có mấy trái cà nè. Cà dê nhé. Rồi mình hái trên kia thì được mấy trái dưa leo với ớt rồi nè. Với một cọc nè. Quá xá luôn rồi. Hôm nay chị bật cho luôn không đúng hết rồi.
cô. À. Hôm nay tắm vệ sinh cái giường này người quá xá luôn. Để đi cơ. À, mình thấy một phơi đây là được nhiêu đây nè mọi người. Wow.